Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500m, nên sáng hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội và khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Mưa kéo theo nền nhiệt giảm, dao động ở mức 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, trưa và chiều vẫn nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Những cơn dông được coi là mưa giải nhiệt chấm dứt đợt nắng nóng này. Tuy nhiên, mưa dông sau chuỗi ngày nắng gắt kéo dài nên có nguy cơ cao đi kèm gió giật, lốc sét, mưa đá, mọi người cần đặc biệt lưu ý. Tây Nguyên, Nam Bộ sáng đến trưa trời nắng, chiều và tối do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại cả vùng trũng thấp. Nền nhiệt ở cả hai khu vực giảm nhẹ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ. Nhiệt độ ở Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Trên biển, gió trên cả vùng biển duy trì hướng Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm thấp trong mưa. Trong cơn dông có thể có lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải, cần lưu ý đề phòng. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 62 đến 92%. Khu vực miền núi, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 61 đến 90%. Phần nhiệt độ cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.